Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những thông tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. 487 con sông ở Trung Quốc đại lục đã ngập trên mức cảnh báo và 40 người thiệt mạng và mất tích. Kính thưa quý vị, Zhao Shunwen, Tổng thư ký của trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia đại lục, kiêm phó giám đốc cục quản lý khẩn cấp, chỉ ra rằng mùa lũ ở Trung Quốc đại lục năm nay bắt đầu từ đầu năm, quá trình mưa lớn diễn ra thường xuyên và các địa phương bị thiên tai nặng nề. Cho đến nay, 487 con sông ở Trung Quốc đại lục đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo và 13 con sông đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ kỷ lục được ghi nhận, chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây. Yu Shenwen cho biết kể từ đầu năm đến nay, thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc đại lục đã ảnh hưởng đến 21,805 triệu người, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 64,76 tỷ nhân dân tệ, phải di dời khẩn cấp 1,239 triệu người và thảm họa lũ lụt khiến 40 người chết và mất tích. Nhưng so với trung bình cùng kỳ 5 năm trở lại đây thì số người mất tích còn nhiều. Trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện đại lục tổ chức vào sáng nay, Yu Wenshen chỉ ra rằng tình hình mưa lũ và thiên tai năm nay ở đại lục có một số đặc điểm chính. Quá trình mưa lớn diễn ra thường xuyên và mưa ở các khu vực có nồng độ trồng chéo cao. Có nhiều mối nguy hiểm trong kỹ thuật và các thảm họa địa chất núi lửa rất nặng nề, thiệt hại do thiên tai gây ra nặng nề và thương vong đã giảm đáng kể. Yu Wenshen cho biết kể từ mùa lũ năm nay đã có 18 trận mưa bão ở khu vực của Trung Quốc đại lục và lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc và Phúc Kiến là 20% đến 100%. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây là cao nhất kể từ các kỷ lục khí tượng và lượng mưa ở trung tâm Quảng Đông, Bắc Quảng Tây và Bắc Phúc Kiến đã vượt quá 1.200mm. Cách đây vài ngày, cơn bão đầu tiên Cha Ba đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay và hệ thống mây tuần hoàn của nó đã mang lượng mưa lớn trên diện rộng đến nhiều nơi. Yu Wenshen cho biết công tác kiểm soát lũ lụt hiện nay ở đại lục sắp bước vào thời kỳ quan trọng 7 xuống 8 lên. Dự kiến từ tháng 7 này đến tháng 8 sẽ có nhiều mưa hơn ở phía Bắc Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc và những nơi khác. Và thiên tai lũ lụt sẽ rất nặng nề ở Tân Cương, Hoa Đông và Trung Trung Quốc. Các giai đoạn hạn hán khí tượng có thể xảy ra trên đất liền. Bão đổ bộ có thể chủ yếu là ở phía Tây Bắc, trong khi khả năng cao đổ bộ vào đất liền ở phía Bắc. Kính thưa quý vị, lũ lụt và sóng nhiệt mùa hè của Trung Quốc thúc đẩy kế hoạch hành động về khí hậu. Tháng trước, tại làng Dapo, một nhánh của sông Dương Tử ở Tây Nam Trung Quốc, nước chảy xiết đã nhấn chìm một cây cầu và những ngôi nhà gần đó. Cơn mưa lớn đã đốn hạ những thân cây ngô đồng, ao tràn, cá chuồn. Năm nay là năm lớn nhất. Li Yongfu, một người dân địa phương 55 tuổi, nói về lũ lụt: "Tôi nghĩ lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra là khoảng 20 năm trước. Dữ liệu cho thấy Li đã đúng." Yangjin, khu vực xung quanh làng Dapo, nhận được lượng mưa 84,7mm trong một giờ, mức mưa bão cao nhất. Từ tháng 3 đến tháng 6, hầu hết các trận mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc đều đạt hoặc vượt mức cao nhất được ghi nhận. Trong khi đó, một đợt nắng nóng ở miền Bắc Trung Quốc đã đẩy nhiệt độ lên trên 40 độ C, tạo ra nhu cầu kỷ lục về máy điều hòa không khí ở tỉnh Hà Nam. Trung tâm Khí hậu Quốc gia tuần này dự báo lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng hơn trong phần còn lại của mùa hè, với lượng mưa hơn 600mm, dự kiến gần biên giới phía Nam và nhiệt độ thường xuyên trên 35 độ C ở phần lớn phía Bắc Trung Quốc. Sự tập trung của công chúng vào thời tiết khắc nghiệt càng làm tăng thêm tính cấp thiết cho lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, sẽ có thể chuyển đổi sang nền kinh tế không có carbon nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng ngay cả khi Trung Quốc đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, việc nước này phụ thuộc vào sản xuất nhiệt điện bằng than và mô hình tăng trưởng kinh tế sử dụng nhiều carbon vẫn tiếp tục cảnh báo các nhà hoạt động khí hậu, những người lo ngại quá trình chuyển đổi của Bắc Kinh diễn ra quá chậm.
năm ngoái cảnh tượng đầy kịch tính của những người đi làm bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Khi mực nước xung quanh dâng cao, nhiều thành phố Trung Quốc và người dân của họ nhận ra rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn. Những trận mưa như chút nước, bão và sóng nhiệt vào năm 2022 nhấn mạnh mức độ giảm thiểu thiệt hại tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mức khí nhà kính mạnh hơn tăng cao khi Trung Quốc khai thác nhiều than hơn. Li Shu, cố vấn chính sách Đông Á của Greenpeace, cho biết theo thời gian, ngày càng có nhiều bằng chứng về tác động của biến đổi khí hậu sẽ là động lực mạnh mẽ cho hành động vì khí hậu của Trung Quốc, giống như những lo ngại của công chúng về ô nhiễm không khí cách đây 10 năm. Ông nói còn quá sớm để nói liệu mùa hè năm nay có khiến công chúng chú ý đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và tác động khí hậu đến mức như năm ngoái hay không. Nhưng xu hướng đã rõ ràng, một loạt các hình ảnh ấn tượng và tiêu đề đau buồn đã làm giảm nhu cầu chuẩn bị kỹ càng hơn trong những tuần gần đây. Ở thị trấn Quy Yuan phía Nam, một ngôi chùa trắng đơn độc đứng trên mặt nước đã làm ngập các tòa nhà nhỏ hơn gần đó. Tại thành phố phía Bắc Thạch Gia Trang, gió mạnh đã làm sập một cổng tò vò trang trí, vương miện làm bằng bê tông cốt thép và gạch đá đè bẹp 8 người. Ngoài khơi Quảng Đông, một cơn bão đã xé một tàu công binh Trung Quốc đang làm việc tại một trang trại điện gió ngoài khơi, giết chết khoảng một nửa thủy thủ đoàn. Tham vọng của ông Tập Cận Bình được coi là nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu đã thu hút sự chú ý mới đến tình trạng biến đổi khí hậu của đất nước. Đề cập về chủ đề này trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc được kiểm soát chặt chẽ đã tăng mạnh trong 2 năm qua, lũ lụt, sóng nhiệt và bão bụi tồi tệ hơn. Trong khi đặc điểm kéo dài của mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc ngày càng đi kèm với sự thay đổi của các mô hình thời tiết toàn cầu. Tác động của những thay đổi này đã được cảm nhận ở cấp độ địa phương ở các thị trấn như Yushi ở thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam, nơi hạt tiêu tứ xuyên của gia đình Zhang Xinhua, loại gia vị mang lại hương vị tê đặc biệt cho các món ăn địa phương, đã bị ngập tràn. Năm nay, lũ về rất đột ngột, chủ cửa hàng 41 tuổi nói và cho biết thêm, thời tiết thay đổi đã củng cố niềm tin của anh về biến đổi khí hậu. Mưa đã tạnh, gió mạnh và mưa to, Trung Quốc ưu tiên an ninh năng lượng và tăng trưởng hơn khí hậu khi than tăng giá. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khí hậu, tháng trước, Bộ Sinh thái và Môi trường đã khởi động một nỗ lực đa ngành nhằm phát triển một chiến lược quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ hoàn thành vào năm 2035. Nhưng các chuyên gia lo lắng về những lỗ hổng dai dẳng trong các hệ thống cảnh báo sớm. Lùa Jinja, một học giả tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh cho biết bộ phận khí tượng thường lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm dự đoán các sự kiện nghiêm trọng không xảy ra, đặc biệt là vì chính quyền địa phương muốn có câu trả lời rõ ràng có hoặc không. Lùa nói thêm rằng vấn đề không chỉ là khoa học dự đoán mà còn là quản trị. Ông nói do mức độ liên lạc giữa các bộ phận còn những vấn đề về phản ứng với thời tiết khắc nghiệt có thể dẫn đến thiệt hại thảm khốc. Sau đó, Jin Jie, giáo sư tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc Yangju Fruit và là chuyên gia cố vấn cho dự án, cho biết Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra một hệ thống cảnh báo sớm mới để phối hợp tốt hơn giữa các bộ phận và phá vỡ thông tin phân tách thời tiết. Dự báo ứng phó lũ lụt, hệ thống phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của Trung Quốc vẫn chưa thuộc thẩm quyền thống nhất và cần được tích hợp hơn nữa. Nó vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa chính xác, ông Jin nói. Dưới thời Tập Cận Bình, vai trò của Trung Quốc trong cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu quốc tế đã chuyển từ vai trò thụ động, được các nước phát triển dụ dỗ hành động, trở thành người đi đầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước đang phát triển. Nhưng ở quê nhà, các cuộc thảo luận về vai trò của sự nóng lên toàn cầu trong việc làm xấu đi thời tiết khắc nghiệt vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Trung Quốc kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào năm 2022. Tình hình không lạc quan, sự phấn khích của các nhà bảo vệ môi trường trước cam kết của Trung Quốc rằng lượng khí thải carbon dioxide của nước này sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2030 và quốc gia này sẽ trở thành trung tính carbon vào năm 2060 đã bị giảm bớt do Bắc Kinh không nhanh chóng rời bỏ than đá. Đối với các nhà quy hoạch nhà nước, ngay cả việc xây dựng quy mô lớn của gió và năng lượng mặt trời, Trung Quốc có kế hoạch lắp đặt gần như toàn bộ công suất hiện tại của Hoa Kỳ trong năm nay sẽ không sớm bắt kịp với nhu cầu năng lượng. Trong những tháng gần đây, lãnh đạo cao nhất đã nhiều lần nhắc lại rằng than hiện đang là xương sống của sản xuất điện trong nước và sẽ vẫn như vậy trong tương lai gần.
Theo phân tích của trung tâm, việc Trung Quốc triển khai ồ ạt 570 GW năng lượng mặt trời và năng lượng gió từ năm 2021 đến năm 2025 không phải để hạn chế lượng khí thải sớm hơn, mà là tạo tiền đề cho sự sụt giảm mạnh năng lượng và không khí sạch trong nửa sau của nghiên cứu thập kỷ Syria. Sau năm 2025, than sẽ bị loại bỏ dần và chuyển nguồn điện từ nguồn điện chủ lực sang nguồn điện hỗ trợ, tức là các nhà máy nhiệt điện than mới chỉ đảm bảo được sự ổn định của lưới điện. Nhưng nhiều dự án mới được phê duyệt trong những tháng gần đây không đáp ứng các tiêu chuẩn này, Clear cho biết. Khi nói đến hành động khí hậu, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với một loạt các đánh đổi không hấp dẫn. Việc buộc các ngành công nghiệp sử dụng nhiều carbon nhanh chóng hạn chế phát thải khí nhà kính có thể gây thiệt hại cho một nền kinh tế vốn đã mỏng manh. Nhưng nếu không có sự chuyển đổi kịp thời sang tăng trưởng bền vững, tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể còn tồi tệ hơn. Ngoài thiệt hại trực tiếp từ bão và sóng nhiệt, các dự báo cho thấy nhiệt độ tăng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở miền Bắc khô cằn của Trung Quốc, hoặc dẫn đến mực nước biển dâng cao có thể làm ngập các trung tâm sản xuất của bờ biển phía đông trong vòng 50 năm. Ông Jin nói, ngay cả khi lượng khí thải carbon công nghiệp hiện nay được khôi phục về mức như 100 năm trước, tương đương với mức không phát triển hoặc mức độ trung tính của carbon hoặc bằng không, quy luật tự nhiên sẽ tiếp tục trong hàng trăm năm nữa, Yi nói. Thật khó để giảm bớt các cực đoan trong khí quyển, chúng ta phải làm nhiều hơn bây giờ để thích ứng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.